chúng sanh thì có 84.000 phiền não, cho nên Phật mới lập ra 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 phiền não. Cho nên đồng đạo hỏi có bao nhiêu giáo để tu thành Phật, nói văn tự đó thì nó như vậy, vì chúng sanh có nhiều phiền não Phật mới chế ra nhiều giáo pháp, cũng như có nhiều thứ bệnh thì mới chế ra nhiều thứ thuốc. An nhiên thiện sự vẫn không tu, siêu thác ác duyên mới hẳn bỏ từ, nghĩa là không làm lành cũng không làm ác, cũng không cần làm từ thiện gì hết. Cái hai câu đó là cái ý gì? Nhiều đồng đạo hỏi á, mình làm điều sai trái á, bây giờ á, mình vừa hướng Phật mình tu á, giờ có kịp không năm? Kính thưa quý vị, cũng có nhiều đồng đạo hỏi từ lâu mình đỡ làm nhiều điều sai trái rồi, bây giờ mình hướng Phật mình tu có kịp hay không? Thì ở đây tôi xin đọc câu giảng Đức Thầy để làm chứng minh. Nếu để chờ sấm nổ giang thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Đó. Bây giờ nguyên tử chưa nổ, thất sơn chưa dở vỏ thì mình còn ăn năn được, còn tu kịp. Còn nếu mai mốt thất sơn dở vỏ rồi thì non thần gian chuyển khùng ngồi xử phân, thầy về phân xử tội phước thôi chứ không còn tu kịp nữa. Còn ngay bây giờ chưa dở vỏ thì ăn năn kịp. Anh em nào phát nguyện tu ngay bây giờ thì kịp, dù tội lỗi bao nhiêu Phật ân xá thì mình hết. Hạ ơn trời Phật thả tù, niệm Phật một tiếng Phật bù 10 câu. Bây giờ tu niệm một câu Phật bằng 10 câu, tu một kiếp bằng 10 kiếp, tu một năm bằng 10 năm, ai tu cũng thành hết. Dứt khoát ngay bây giờ ăn năn liền là kịp. Để mai mốt núi nổ rồi là hết tu kịp, hết ăn năn. Vậy đây là điều rất quan trọng. Cho nên ai cũng vậy hết, muốn kịp ân tội, tha tội ân xá để mình khỏi tội lỗi được tu thành Phật thì ngay bây giờ phải ăn năn liền, chứ đừng hẹn mai hẹn mốt, biết đâu mai mốt có chuyện khác xảy ra tử thần đến rồi sao mình ăn năn, phải làm liền mới được, không hẹn mai hẹn mốt gì hết, tu phải vậy đó. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư đó, tu còn hẹn chiều hẹn mai gì đó, rèn sớm thì nó lâu hư, còn rèn trễ thì đồ chưa có đủ lại đó, đem ra đặt nó bẻ rồi. Rồi xong rồi. Kính thưa quý vị, có người đồng đạo hỏi tu chứng bất đắc vô nhiễm, và tu bất đắc có nghĩa là gì? Cái ý này là nói về cái lý đại thừa, muốn nói về cái tự tánh. Tu chứng bất đắc vô nhiễm tức là chứng ngay cái tánh Phật của mình, cái lặng lẽ sáng quyết thanh tịnh, cái đó nó không có nhiễm trần, không có gì hết trơn, mà nó không có chi là đặng, tại vì nó là mình còn đặng cái gì nữa vậy? Cái cục vàng của tôi bây giờ tôi móc ra chứ đâu phải tôi đượm ở đâu đâu đặng. Thành ra chứng cái Phật tánh của mình, cái đang biết, đang thấy, đang nghe là bất đắc vô nhiễm, chứ không phải chứng ở đâu ở ngoài hết, không có đặng cái gì của ai hết, của tôi nó như vậy đó. Rồi bây giờ tu bất đắc có nghĩa là gì? Tu bất đắc có nghĩa là tu thì không có cái chi là đặng hết, vạn pháp dây không, thì đâu có cái gì là đặng, đâu có gì là trứng, đâu có cái gì đó, lúc nào cũng thanh tịnh sáng rỡ, đặng trang không dấu vết, không tên tuổi, không hình tướng, không có cái chỗ nào lắc hết. Nói tâm vô nhất vật thì tâm vô nhất vật là nói thôi, chứ cái tâm mình thiệt nó cũng không có cái câu nói mà vô nhất vật ở trong luôn. Cái trứng bất đắc là cái tâm mình như tấm bảng trắng, không có chữ gì hết. Bây giờ nói Phật tiên thần thánh thì viết vô đó, Phật tiên thần thánh nói trứng nó đắc cũng viết vô đó, nói trứng nó đắc, nhưng rồi phải bôi bỏ hết, trống rỗng cái bản trắc, không có gì hết, mới thiệt là tâm. Còn có một cái gì đó bị cái đó chướng ngại cái tâm, cho nên không trứng, không đắc, không nhiễm, không dính, không mắc gì hết. Cái đó là tự tánh, cái đó là Phật, sống thẳng cái đó thì thành Phật, lặng lẽ hiện bây giờ, lặng trang sáng rỡ, lúc nào cũng biết, cái đó là Phật, sống ngay cái đó, là trứng ngay chỗ bất đắc, trứng ngay chỗ không nhiễm, trứng ngay chỗ thành Phật, chứ không phải ở đâu ngoài mình ra hết, chứ không phải kiếm ở đâu mình Tây Phương, kiếm ở đâu Ấn Độ hết, mà ngay đây nè, ngay cái chỗ mình đang thấy, đang nghe, đang biết đây, bỏ chuyện ngày hôm qua, bỏ chuyện sắp tới, hiện tại cái đầu, đừng suy nghĩ đang sang lộn xộn luôn, nó đang lặng trang, nó đang sáng rỡ, cái gì nó cũng hết, thì là Phật, con số 1 là xong, khác con 02 là như vậy đó, 1 là cái biết, còn mấy cái khác đều không biết hết. Bây giờ nói trời thì cái tiếng nói trời đó cũng không biết, nói Phật cái tiếng nói Phật đó cũng không biết, nói tiên nói thánh cái tiếng đó cũng không biết được, mà hiện giờ mình đang biết, đang nói, cái đó là Phật tiên thánh đó, cái đó là trời đó, cái đó là thượng đế đó,
chứ không biết đâu phải Thượng Đế. Cái chỗ này hay dữ lắm, nhận được rồi mới thấy cái đạo cao siêu màu nhiệm. Tu như vậy kết quả 100%, không nghi ngờ gì hết. Rồi kính thưa quý vị, cái đề tài này đến đây kết thúc. Thì nói về bên cái vọng thức á, thì nó có bát thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức, ý thức là lục thức, mạt na thức, hàm tàng thức, nó đủ vậy là bát thức, tám thức. Bây giờ mình chuyển lại thành bố trí, nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, chuyển nó lại nó thành trí, thành sở tác. Rồi ý thức với mạt na thức chuyển nó thành trí diệu quan sát. Với hàm tàng thức đó thì mình chuyển nó lại trí bình đẳng tánh đó. Rồi bây giờ gồm hết các thức để cái thức cuối cùng đó, tâm thanh tịnh, diệt hết lục căn lục trần, không còn dính nữa, lòng mình thanh tịnh, không còn dính các thức các gì hết, bảy thức đều buông hết, thì nó sẽ trở lại đại viên cảnh là xong. Trí thành sở tác, trí diệu quan sát, trí đại viên cảnh, trí bình đẳng tánh, thành ra mình trở lại với cái bốn cái trí, nó không còn ở trong tám cái thức nữa. Thức là cái gì? Thức là cái suy nghĩ hiểu biết, là thức. Cái tưởng tượng hiểu biết là thức. Cái học hỏi để biết là thức. Còn tánh trí là lặng lẽ xác biết, không suy nghĩ, không học hỏi, không chạy theo lý thuyết, lúc nào cũng thành tịnh sáng biết, thanh tịnh sáng biết. Cái gì đến là tôi biết, tôi gặp mấy chú là tôi biết, tôi nghe mấy chú nói là tôi biết, chứ tôi không cần suy nghĩ gì hết. Cái đó là trí. Còn cái biết suy nghĩ, cái biết tưởng tượng, cái biết lo lắng, cái biết tìm hiểu là thức. Cho nên chuyển thức thành trí, rồi chuyển trí thành thân, chuyển bốn trí thành ba thân. Bốn trí này chuyển lại là sao? Thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên bất quá thân là tam thân Phật. Cái người nào chuyển như vậy rồi là thành Phật, cái ý là như vậy. Rồi đến đây kết thúc. Thường thường thì người ta có cái thắc mắc không? Chúng sanh thì có 84.000 phiền não, cho nên Phật mới lập ra 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 phiền não. Cho nên đồng đạo hỏi có bao nhiêu giáo để tu thành Phật, nói văn tự đó thì nó như vậy, vì chúng sanh có nhiều phiền não Phật mới chế ra nhiều giáo pháp, cũng như có nhiều thứ bệnh thì mới chế ra nhiều thứ thuốc, chứ nếu bệnh không có thì không có thuốc đó. Bây giờ nếu giận nóng thì phải dạy mình, sân hận thì phải nhịn nhục cho nó hết sân hận, mê si thì phải trí huệ đừng cho nó mê si, để ý như vậy đó. Vì có phiền não mới lập ra mấy cái đó, nếu không có phiền não thì các giáo pháp này Phật cũng không lập ra. Cho nên tất cả các giáo pháp đều vì phiền não mà lập ra. Cho nên bây giờ mình sống ngay cái biết lặng lẽ thanh tịnh, thẳng ngay cái tâm sáng rỡ, không phiền não, không giận hận, không thân rác, là khỏi cần học 84.000 giáo pháp để trị 84.000 phiền não. Cái này là tu tắc, sống thẳng với cái tánh Phật lặng lẽ sáng biết là không phiền não, sống thẳng với tánh Phật lặng lẽ sáng biết là không cần pháp môn luôn, cũng đủ thành Phật, cũng đủ khỏi luân hồi sinh tử, cũng được giải thoát về thế giới mười phương siêu Phật, đời đời bất diệt sanh. Rồi đến đây kết thúc. Tôi nói có mấy ông kia thiền á đang nghe đó, tôi nói cho mấy ông kia nghe đó, mấy ông kia thiền phá cái pháp kiến tánh này dữ lắm, nói cái pháp này là có mấy ông tới lắm, còn nói mấy pháp khác mấy ông không nghe, mấy ông thông minh hơn mình đó, nhưng mà cái kiến tánh mình Phật này không biết, nó ngộ vậy đó. Mắt chẳng thấy bướm ong lượn gió nha, để tôi giải cái đề tâm vô cái ngài chứng minh luôn lặng cho người nghe dễ đủ đức tin. Cái câu này cậu Hai Thanh Sĩ nói chỗ này hay lắm. Mắt chẳng thấy bướm ong lượn gió, tai không nghe lời nọ lời kia, trong ngoài chẳng cách chẳng lìa, tâm vô quái ngại bồ đề thâm cao đó. Muốn tâm vô quái ngại phải từ đó đi xuống. Mắt chẳng thấy bướm ong lượn gió. Bướm ong lượn gió là cái gì? Tức là tình cảm ở ngoài đời, cái chuyện tình yêu rồi người ta nói với nhau đó là bướm ong lượn gió đó. Trai gái rồi dè dở với nhau đó là bướm ong lượn gió. Mắt chẳng thấy bướm ong lượn gió, người tu không nghe mấy đó, không thấy mấy đó luôn, ai làm gì kệ người ta,
mắt chẳng thấy bướm ông lượn gió, tai không nghe lời nọ tiếng kia đó, ai nói phải nói quấy nói chánh nói tà nói phật nói ma gì kệ họ, tôi cũng không nghe luôn, nghe như không nghe cũng giống như điếc luôn, ai chửi mắng thì tai giả điếc luôn, tai không nghe lời nọ tiếng kia, trong ngoài chẳng cách tăng lìa, cái chỗ này mới tuyệt vời, trong ngoài chẳng cách tăng lìa, tức là cái tánh thật mình đó, ở trong cũng có nó, ở ngoài cũng có nó, lúc nào cũng ở với mình hoài, không cách không lìa một giờ phút nào. Mình suy nghĩ chuyện trên trời thì nó lên trên trời đó, nhưng mà ai đụng ngay đây nó trở về, nó biết ngay đây nè, trong cũng nó mà ngoài cũng nó, không có rời giờ phút nào hết, đó là lặng lẽ thanh tịnh sáng biết, sống ngay cái đó là trong ngoài chẳng cách chẳng lìa, thì tâm vô quái ngại bồ đề thâm cao. Tức là cái tâm mình nó không dính mắc ở đâu hết, tự do đi tới đi lui được, không ngại gì. Lại đền vua tôi cũng vậy, mà loại địa ngục âm phủ tôi gì lên cõi trời tôi cũng vậy luôn, là tâm vô quái ngại, không sợ ai, không ngán ai, cũng không có giận hờn thương ghét ai hết. Như vậy là bồ đề thâm cao, tức là cái biết, tâm vô quái ngại là cái biết, chứ không phải là cái bồ đề là giác ngộ, là cái biết, nhận ngay cái biết này thì tâm vô quái ngại, không dính đeo cạnh gì hết, là bồ đề thâm cao. Tu như vậy chắc chắn đắc đạo 100%, không gì coi gì hết. Rồi đến đây kết thúc. Cái câu đó, hồi đó cái người mà đứng lên để dạy thiền đó là cái ông mà tổ sư thiền, đó dạy cái câu đó đó, nghĩa là vô sở đắc, thấy không? Vô sở cầu, vô sở sợ, đó, vô sở đắc, tức là tâm cái không, không có gì mà đặng. Vô sở cầu, người tu không có cầu bên ngoài, cầu bên ngoài là tà kiến, phải sống thẳng với cái bên trong của mình, sống thẳng với cái lặng ra thanh tịnh sáng quyết của mình, là vô sở cầu. Vô sở sợ đó, tức là cái tâm Phật mình thanh tịnh nhán lặng, không ai làm gì được, cho nên không sợ ai hết. Dù tử thần đến cũng không sợ, dù quỷ dương đến cũng không sợ, dù Phật thánh đến đây cũng không sợ luôn, lúc nào cũng bình đẳng sáng suốt. Vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ. Cái người tu như vậy đó mới gọi là tâm thanh tịnh. Cái người tu như vậy đó mới gọi là thành công đắc đạo. Cái người tu như vậy đó mới là kết quả rõ ràng. Cái thiết đó, vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ, đó là thích gì được. Còn cái dạy mà tất mà thiền rồi đó, thiền viện rồi tu đông thiền chiếu rồi đó, là ông thích thanh tịnh. Còn ngoài thời gian không có thời gian. Bây giờ cái thời gian ha, sáng, trưa, chiều đó, tức là thời gian quá khứ là sáng, thời gian hiện tại ngay bây giờ là trưa, thời gian chiều là vị lai. Nhưng mà tại sao nó ngoài thời gian không có thời gian? Cái biết của mình, cái người đang biết sáng, biết trưa, biết chiều, cái người đó nó không bị dính thời gian, mà nó cũng không có thời gian luôn. Tại mình chấp cái thời gian nên nó mới có thời gian, còn cái tánh thật nó không có thời gian, vì vậy mới không có chết, không có già, không có bệnh. Bây giờ có thời gian, có âm dương, có ngày giờ, thì tôi phải lớn, phải già, phải chết. Hỏi Phật luôn luôn không có mặt trời, không có âm dương, không có gì hết, thì đâu có lớn, có già, có chết gì đâu. Lúc nào cũng vậy, cái ý là như vậy. Kinh của Lục Tổ Huệ Năng mà cái người dịch, dịch không đúng, tu theo cái đó là chết thật trời, không ai thành Phật hết đó. Người ta làm cái đó đó, cho nên bây giờ phần nhiều sư giải tu, không có thấy ông nào đắc đạo ra, tu sai. Đây bây giờ tôi giải thích cho quý vị nghe nè. An nhiên tự tại vẫn không tu, phải không? Yeah. Siêu thoát ác duyên hẳn bỏ từ. Yeah. An nhiên thiện sự chứ không phải tự tại, câu đó trật. An nhiên thiện sự vẫn không tu. Yeah. An... siêu thoát ác duyên hẳn bỏ từ. Yeah. Nghĩa là không làm lành cũng không làm ác, cũng không cần làm từ thiện gì hết. Yeah. Cái hai câu đó là cái ý gì? Yeah. Lặng lẽ dứt trừ nghe thấy hết. Đó, lặng lẽ tức là sống cái tâm lặng lẽ, dứt luôn, không nghe, không thấy luôn. Yeah. Thì phẳng bằng tâm địa tự như như. Ông nói cái đó là như như là thành Phật đó.
Nhưng mà bây giờ nội đây nè, anh em mình bỏ nghe thấy hết thành cây đá không, thành phấn. Ai mà bỏ nghe bỏ thấy thành cây đá luôn đó. Bây giờ tôi đang nghe là sao bỏ nghe được, tôi đang thấy là sao bỏ thấy được, mà bỏ nghe bỏ thấy thành cây đó. Cho nên mấy em đó dịch sai đó, người nào tu theo mấy em đó chết sạch trọn. Tu biết là thành cây đá, không biết gì hết á, bỏ nghe bỏ thấy cũng biết gì đâu, cái trời trăng gì nữa đâu. Thành ra cái đó là dịch sai, dịch như vậy người nghe tu không biết, tu chết luôn. Cho nên tu, tôi sửa một hai chữ là nó rõ ràng như ban ngày dễ ở. Lặng lẽ rõ ràng nghe thấy biết. Thẳng bằng tâm địa tự nhiên như đó, bữa nay tôi dịch cái câu đó lại đó. An niên thiện sự vẫn không tu, siêu thoát ác duyên hẳn bỏ từ. Lặng lẽ rõ ràng nghe thấy biết, thẳng bằng tâm địa tự nhiên như đó, tôi vậy thành Phật đó. Còn dịch kiểu mấy ông kia tôi kiểu đó chết trên trời thành cây đá luôn. Thì dịch người ta nói lại cái đại ý của cái bài thi Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng với ông Thần Tú đó. Cái ông kia nói thân thị Bồ Đề Thọ, tâm niên vi cảnh đài, giờ giờ cần khủi sạch chớ để dưới trần ai. Đó là ông Thần Tú. Bài kệ đó không phải sai, nhưng mà cái người đương tu á thì phải, còn người thế tánh không phải vậy. Đức Lục Tổ nói nè, Bồ Đề bổn vô thọ. Bồ Đề là cái biết, nó đâu phải cái cây mà nói thọ. Nó, ông Thường Tú nói sai đó. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh cũng không phải có cái đài. Cái biết tội phước, cái biết tánh đà, cái biết giọng, biết trơn, biết phạm, biết quý là ngay cái tánh thật của mình, chứ không phải cái đài. Bổn lai vô nhất vật, cái tâm mình không có vật gì hết, thì nào chỗ dính trần ai. Đó, cái tâm mình không có vật gì hết, đâu có dính trần ai. Còn kia ông nói giờ giờ cần phủi sạch chứ để dưới được ai là cái người đương tu, chứ không phải sai. Còn cái người ngộ đạo thì nó không phải vậy. Cái tâm biết của tôi là Phật, có dính gì đâu không phải chùi. Còn ông kia ông nói mình tu phải chùi lao phải này kia, đó là cái không biết. Còn cái bài thi chú đọc hồi nãy đó, thì các nhà sư cũng dịch lại cái bài thi đó, mới làm cái bài thi đọc qua như chú đó, chứ không có gì lạ hết đó. Người ta dịch, người ta đọc về cái cách khác, chứ cũng cái ý đó.